Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Hiện tại thì mình có hai câu hỏi trứng rồng nè. Tiếc là mình vẫn chưa có được đủ hắc diệm thạch để làm cái lò luyện rồng á. Mình mong là hôm nay mình có được thêm hai viên kim cương đó thôi là đủ để mình làm ra được một cây cúp kim cương và tiến hành chế tạo ra những cái lò luyện rồng đầu tiên á. Và để chuẩn bị cho chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình cần phải nấu thức ăn các thứ lên, cho mình có đầy đủ thức ăn đi khám phá nó mới tự tin được. Đó, quá trời quá đất thức ăn rồi ha. Giáp thì tương đối là ổn rồi. Hay là bây giờ mình sẽ có một chuyến đi mai ta? Mình nghĩ mình cần phải đi mai để kiểu như là có được thêm kim cương á. Này, đồ ăn cũng xong rồi đúng không? Xong. Và mình thấy ở đây nó có công thức làm ra một cái bàn chế tạo nhưng mà cầm tay hay sao nè. Mình sẽ thử làm coi. Gỗ còn không? Đây. Làm thử nhá. Bàn chế tạo. Que. Rồi. Làm luôn coi thử coi. Ấy. Mình đỡ phải đặt xuống nè. Như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều á. Tốt nha, tốt nha. Im. Rồi, xô nước thì chuẩn bị múc nè. Rồi còn thiếu một thứ nữa thôi, đó chính là một cái túi ngủ. Trên đường đi khám phá thỉnh thoảng thì mình sẽ cần phải tạm dừng chân để ngủ qua đêm á, nên mình sẽ chế tạo sẵn cái túi ngủ mang theo ha. Bé sói thì ở nhà đi. Đi khám phá mà bé sói lọt xuống dung nham là mình không có vớt lên được á. Là thành sói nướng luôn ấy. Nên tốt nhất là để cho chó sói ở nhà giữ nhà giùm mình ha. Ngoài này thì mình cũng có làm một cái nông trại nho nhỏ để trong tương lai cà rốt nè, khoai tây nó lớn lên thì mình còn có thêm nguồn thức ăn với lại nấu một số cái loại thuốc cần thiết nữa. Và cái cánh cổng của quân đoàn bóng tối từ hôm qua tới bữa nay vẫn còn. Ghê thiệt, không biết khi nào mới hết nữa. À, chắc mình phải lại mình chặt. Chặt nó một cái. Ui. Mèn ơi. À, mình biết rồi. Phải tiêu diệt hết những cái tên chiến binh bóng tối này thì mới mất cánh cổng được. Ui, tên kia bị gì rồi? Ui, xong luôn. Bị trầm cảm rồi. Ra biển chơi. Trưởng hụt xong bị trầm cảm ra biển chơi mình luôn à. Sợ thanh niên đó thiệt. Ui, trưởng ghê hả? Ui, thấy nó vậy mà cũng nguy hiểm lắm nha. Ui, thôi. Tốt nhất là nên né né nó ra đi. Ủa, cái này không phải cái hang ấy hả? Tưởng đâu cái này là cái hang bự. Tiếc thế. Thôi cho nó ở đó mình đi. Ui, sao nó bắn qua cầu lửa cháy thùm lum này. Oh my god. Rồi nó quậy ghê á, một xíu mình có cùng mình sẽ bắn nó sao. Phía bên này thì mình phát hiện có hai. Ui, cứ đánh hoài. Có hai em rồng. Một em là Hyrotera. Và em rồng đằng kia cấp 31 luôn cơ. Ui, rất là đẹp nha. Yeah. Em này thích ăn cá. Wow. Hơi bị đẹp luôn. Còn đây là Thunder Room ha. Cũng thích ăn cá với mấy cái loại thịt gà, thịt thỏ luôn. Trời ơi. Gặp hai em rồng dễ thương vậy. Rồi tạm thời thì sẽ cho mấy em rồng ở đây đi. Ui, có ma. Ma nè. Mấy con ma đi chỗ khác. Rồi mình sẽ tranh thủ mình đào khoáng sản đây luôn ha. Để có thêm sắt nè. Đào luôn. Sắt thì mình cũng sẽ cần trong thời gian sắp tới nên tranh thủ mình đào. Và mình sẽ đi sâu hơn vô trong cái hang này coi. Coi có cái gì khác không. À, cái hang này có vẻ to hơn cái hang trước nè. Và đây tiếp tục là cái quặng carbon. Ha, carbon. Cái này khi nung ra thì nó sẽ ra sắt đúng không? Chính xác, nung vẫn ra sắt ha, nên cứ đào thôi. Và sao những cái hang này nó dễ thành hang cục vậy? Hồi nãy giờ gặp hai hang là hang cục hết trơn rồi. Buồn hiu luôn. Qua đây thì sao? Qua đây hy vọng là sẽ dẫn xuống sâu hơn nha. Đúng không? Ui, có xương. Nhưng mà con xương này cầm kiếm. Không có sợ đâu. Gặp mấy con cầm cung thì hơi sợ, chứ cầm kiếm thì mình có thể chiến đấu một một với nó. Rồi, lấy thêm sắt nè. Không biết trong đây sắt mình có thể nâng cấp thành thép được không ta? Mình có thể nung nó thêm một lần nữa không?
Ồ, như vậy thì mình không thể nung thêm một lần nữa để tạo thành thép ha. Tiếc thế. Tại vì thép thì độ thép thì nó mạnh gần bằng đồ kim cương á. Mà trong đây không có rồi. Hơi hơi đáng tiếc một xíu nhưng mà không sao đâu. Và rốt cuộc thì nó lại là đường cùng mà. Thôi, mình phải tự tạo lối đi riêng cho mình thôi. Thử vận may á, hy vọng là mình đào sâu xuống dưới tầng thứ 10 11 á, mình sẽ gặp được một cái hang hoặc là một cái chỗ nào đó may mắn để mình tìm kim cương ha. Tranh thủ làm cây cúp mới thôi. Cúp mình nó gần hư mất tiêu rồi. Đây là một cây cúp sắt mới ha. À, đi tiếp. Ui, là trong đây còn sắt hả? Suýt nữa thì mất sắt rồi. À, mình đã tìm được một cái hang luôn rồi nè. Tuyệt vời. Có mấy cái chùm nữa, mấy cái chùm này thì mình có thể mở ra để mình kiếm thêm ngọc lục bảo, vàng, ngọc ender cũng như là những cái thẻ tên á. Tương đối là tốt á. Vứt mấy thứ lặt vặt vô đi. Ồ, và chắc mình sẽ làm luôn cái rìu bằng sắt luôn đi. Chứ tầm này rìu rìu đá nữa thì ai mà chơi lại. Đó, lên rìu rìu sắt luôn ha. Đốn cái cây này cái coi. Lấy thêm gỗ, lấy thêm gỗ. Đã ghê. Ở dưới hang mà cũng có gỗ cho mình lấy nữa. Tiện thiệt ha. Rồi, và đây là một cái hang có vẻ tương đối rộng đây. Để cùng mình đi khám phá coi coi nó có dẫn tới một cái chỗ nào cho mình những viên kim cương hay không. Nãy giờ đi cả buổi trời cuối cùng cũng gặp được một cái hang như ý rồi đó. Rồi, bể cúp rồi. Nhưng mà không sao, có cúp mới xây cua ha. Đi. Kim cương thẳng tiến. Và cái hang này thì... Ồ. Sao có vẻ... Ê. Ui, cái này không phải kim cương. Để mình quan sát xung quanh trước. Này là gì đây? Này quặng tin. Quặng tin thì mình có thể làm được vũ khí không? Có mạnh hay không mới là vấn đề nè. Ồ, Saber. Saber cũng được 5.38 sức tấn công á. Saber, để mình coi coi Saber. Saber bằng sắt thì sao? À, Saber bằng sắt thì cũng được 5.5 sức tấn công nè. Công thức làm dễ lắm ta. Một que với một chỉ. Bây giờ mình còn thiếu chỉ. Để mình kiếm một vài con nhện. Mình BK với nó. Mình lấy chỉ ha. Ủa, mấy con này cầm dao rửa không vậy? Ghê hả? Mấy con xương này giang hồ vậy? Trời trời trời, hôm nay gặp mấy con xương giang hồ nha. Cầm dao như đao các thứ là nó săn mà luôn mà. Giang hồ hả? Được. Em né quá. Con này cầm cung. Cầm cung là nguy hiểm. Cầm cung nè. Cầm cung. Thôi. Nãy giờ mình không thấy con nhện nữa ha. Mỗi khi thì dễ gặp nhện lắm mà bữa nay. Cháy cháy cháy. Bữa nay đi không gặp con nhện đâu luôn. Buồn gì. Toàn gặp sướng không mà. Mỗi bữa nhện nhiều lắm. Xuống hang là y như gần gặp vài con nhện. Bữa nay không thấy một con luôn. Ui, có vàng nè. Lấy thêm vàng đi. Rồi, xác thì hôm nào đào cũng được. Nó lại giận. Ê, hình như tới hang động nhện rồi. Nó có rất là nhiều những cái tên tơ nhện cũng như là binh đoàn Reaper. Ui no. No. Mình cần là sợi chỉ đây. Cần đúng một sợi thôi. Yes. Thành công, thành công. Ui, ở đây còn có con zombie. Con zombie gì kìa. Ui, zombie nó đẻ ra cá bạc. Còn cá bạc. Khó chịu vậy. Rồi, mình sẽ bắt đầu làm ra một cây saber riêng cho mình ha. Đây. Mình sẽ kết hợp que với chỉ để làm cái handle trước. Rồi kết hợp với sắt. Hết sắt rồi. Ôi. Lại phải làm thêm một cái lò nung để nung tiếp rồi. Sẵn có một cái mỏ than cái bên nè. Đào luôn. Rồi cùng nhau làm saber nè. Đây đây saber nha. Tấn công mấy con quái là hơi bị mạnh đó. Dục cái kiếm đi. Đấy, cây này còn tăng sát thương nữa nè. Tốt tốt tốt. Xong tới công chuyện. Ủa nhưng mà này này thì xương nè. Ở đây nó có một cái lò. Ui con này nó cùng hóa rồi. Mẹ ơi, nó mạnh vậy.
chỗ này là cái chỗ tạo ra những cái con golem đó đó, golem phép thuật á. Ghê quá, ghê quá. Né né qua đây tiếp. Né né nhỏ nè. Bây giờ mới gặp nó. Đã quá muộn rồi, không cần nó nữa. Bây giờ cùng nhau đi xuống sâu hơn nè. Hồi nãy mình thấy dưới đây nó cũng khá là sâu á. Tại vì càng sâu thì mới dễ gặp kim cương được. Ồ. Bên đây còn đường không? Sao giống như đường cục vậy ta? Ê, nó có nhung nham nè. Kim cương. Không có kim cương, có ngọc lục bảo thôi. Thôi kệ. Đào ngọc lục bảo cũng được. Amethyst nữa. Amethyst thì làm được kiếm 7 sát thương thôi. Nhưng mà mình đang dùng Saber rồi. Saber thấy sát thương không cao thôi nha, nhưng mà đánh là rất là hốm. Nên đừng quan trọng về chỉ số sát thương quá. Bây giờ là cứ dùng trước Saber đi ha. Trong tương lai có những vũ khí nào xịn thì mình sẽ nâng cấp lên sau. Rồi, giờ thì hướng này đã không còn đường đi rồi. Mình sẽ thử rẽ qua cái khe nứt hồi nãy. Hồi nãy hình như mình phát hiện có một cái khe nứt thì phải. Mà mình lỡ đi ngang mất. Ủa, hình như đây là một cái hang mới luôn nữa. Ồ. Được phải. Hang mới nhưng mà nó lại dẫn đi lên rồi. Thôi 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 thôi. Mình đang cần đi xuống mà nó cứ dẫn mình đi lên thôi. Lừa. Dưới này thì sao? Có kim cương không? Ui, dưới này có đá nền luôn rồi. Vậy là bây giờ thấp lắm rồi đó. Bật lên coi. Bây giờ mới tầng thứ 5 rồi. Oh my god. Ủa sao mình đi sâu vậy ta? Đi xuống tầng thứ 5 luôn rồi. Ở đây thì cũng có thể gặp kim cương á. Nhưng mà cái tỷ lệ gặp được thì hơi hiếm. Ở đây có quặng hắc diệm thạch đó nè. Chứ mà hình như cái cúp mình không đào được. Hắc diệm thạch thì cúp kim cương đào mới được. No. Bởi vì bây giờ phải có kim cương thì mới làm được nhiều thứ. Đây là quặng gì đây? Mystical. Mystical Shack. Làm được crystal. Xong làm gậy. À, cái quặng này dùng để làm ra những cái gậy phép thuật á. Để mình dùng phép. Ừ, trong thế giới bí kíp luyện rồng thì có phép thuật thì cũng rất là loại ha. Lượm luôn. Như này thì sao? Có kim cương không? Giả bộ đi, giả bộ cho kim cương đi. Giả bộ cho anh cục hay cục gì đó đi. Ừ, nữa hả? Lòng triệu hồi quái vật. Lần trước mình đã thất thủ rồi, lần này mình tin mình có thể làm được. Nope. Ui, không được rồi. Ui, no. Ui. Oh no. Oh no. Không sao, một mình cân hết cái đám quái vật này. Còn hung hăng hả? Mình lo được, không sao. Cái cúp mình còn đào chậm quá. Nên mình chưa kịp đào bể cái lòng spawn là nó đã xuất hiện ra quái vật rồi. Và mình sẽ tranh thủ mình lấy thêm ngọc lục bảo luôn. Quá trời ngọc lục bảo lắm nè. Không biết trong đây nó có cái Saber làm bằng ngọc lục bảo không ta? Saber... Hình như không có Saber làm bằng ngọc lục bảo rồi. Rồi dưới này vẫn là... Ôi, có cái quặng này nữa nè. Tốt. Để có gì mình làm mấy cây gậy phép. Ồ, dưới này dưới đá nền mất tiêu rồi. Có cái rương gì nè. Fisherman Gray. À, cái này là của những cái người câu cá. Cho mình cần câu với mấy con cá nè. Mà chắc mình lấy cần câu đi. À thôi. Lấy mấy cọng chỉ đi. Đây rồi. Kim cương đây rồi. Mấy? 3. 4 luôn. 5. 6. Dạo thô. 7. 8 viên. Yes. Đây rồi. Thời tới đây rồi. Mình sẽ chuẩn bị vứt một cái gì đó để nhặt. Nhặt kim cương thôi. 1 viên. 2 viên. Ta nói nó đã nha. Cái quặng này là quặng cực to luôn. Có 8 viên và nó còn cho mình cái vụn gì nữa nè. Đây là Diamond Crystal Shack. À, pha lê kim cương. Làm được Flame Fury Stone. Wow.
cục viên đá gì rất là đẹp luôn á. Im. thời tới các bạn ơi. Đây rồi. Và điều mình cần nhất bây giờ đó chính là một cây cúp bằng kim cương á, để mình đào hắc kim thạch liền. Mình cần đào rất là nhiều hắc kim thạch luôn. Mình sẽ vứt bớt mấy thứ lặt vặt không cần thiết ra. Đây, cúp kim cương. Dục cúp sắt luôn. Dân chơi xài đồ kim cương rồi. Đi, cùng mình qua bên đó lấy thật là nhiều hắc kim thạch về nào. Mình sẽ lấy cỡ một stack được không ta? Nhưng mà có vẻ đào hơi lâu á. Mà ráng thôi chứ biết làm sao giờ. Mình đang rất là cần kim cương á. Hồi nãy mình thấy ở đâu nó có cái hồ lava vậy ta? Ủa? Đúng không? Hồi nãy mình nhớ mình gặp cái hồ lava mà đúng không? Đúng không anh bạn? Ui bơ hả? Bơ. Người ta hỏi mà bơ. Đúng hay không thì gật đầu. Ê! Thời tới cản đâu có nổi đâu. Chỉ muốn đi tìm kim thạch mà cho kim cương thì đỡ sao mà được. Chưa, để mình kiểm tra coi dưới này có nhung nham không. Ở đây ừ có nhung nham lắm. Và mấy viên nha. 1 2 3 3 viên kim cương. Im. Đi một xíu thôi mà được 8 viên là quá là tuyệt vời rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đào thật là nhiều hắc kim thạch mang về ha. Vừa để làm bàn cường hóa, vừa để làm điện cổng địa ngục nè, nó vừa để làm những cái lò luyện rồng nữa. Lại có thêm một cái thùng nữa nè. Mình sẽ coi. Ồ, trong thùng bây giờ thì cho mình đồ. Ui, nhặt 3 luôn. What? Tốt vậy. Được, mình sẽ giữ lại nhưng mà mình cần phải có than cái nữa. Ở đây không có than rồi. Ở mình có than mà quên. Mình sẽ nung thêm sắt không? Mình đang... Ủa, sao cái lò này nung chậm vậy? Lò bị lỗi à? Nung nhanh đi, nung siêu tốc. Đó, phải gì nè. Mình đang cần rất là nhiều cái sắt để làm xô nước ha. Mình sẽ làm rất là nhiều xô luôn. Không biết là đủ diện tích hay không nữa. 5 xô nè, mình coi có đủ ô trống không. Xíu mình cần phải vứt đồ lên ta anh tin ra bớt á. Đây, chụp vô đây đi. Này không cần nè. Vứt luôn. Kiếm thì giữ lại để gì mình tách ra mình lấy cái dòng nhặt ba đó ghép vô cây kiếm trong tương lai của mình. Hát chim thạch giữ lại nè. Bánh mì vứt. Thịt heo quá ta. Bỏ thì ổn quá. Sắt xong rồi nè. Thôi chút tới đâu tính tới đó đi. Chứ tầm này có ngọc lưu lý. Được, mình sẽ lấy để có gì mình cường hóa không. Tốt. Rồi luôn, không có gặp nhung nham luôn. Úi. Nhưng mà gặp kim cương. Được của nó đấy. Ồ mày. Cái gì đấy gì? Thấy người ta đào kim cương là anh cướp hay gì? 3 viên. Đã. Đang tốt. Dơm bay nè. Vứt luôn. Nữa. Sao nhiều vậy? Bây giờ thứ mình cần là nhung nham. Chạy. Mình đang... Ở đây có nhung nham rồi. Mình sẽ lấy hết luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 xô còn ô. Mình lấy cái nào mà cái con đò mình nó đầy thì thôi á. Để tiêu diệt hết mấy con này đó. Cản trở nè. Lấy tiếp. Mình còn 1, 2, 3, 4. 4 ô nữa. Làm 4 cái xô ha. Rồi, là vừa đẹp luôn á. Đây. 1, 2, 3, 4. Rồi, vừa chặt khối đồ rồi. Khi nào mình hết thì mình sẽ xuống đây lấy tiếp á. Còn bây giờ mình sẽ nghía dài dòng ở đây coi. Tại vì mình cảm thấy là cái khu vực này rất là may mắn luôn. Mình mà tích cực đi khám phá nhiều khi mình lại gặp thêm mấy quặng kim cương nữa thì càng tốt. Trời ơi, đằng kia có con Asen. Nó bắn ra mũi tên gì á. Ui, dơ máy tốc độ. Ui, trời ơi, nó chạy như siêu nhân vậy á. Khốn kiếp thiệt. Ở đây nó có cái mảnh trái tim nè. Dùng để giúp mình chế tạo ra những cái trái tim á. Mình sẽ lượm luôn. Đấy. Xuồng sóc nè. Reaper hả. Rồi, có thùng nè, đập thùng tiếp. Rồi, thùng này không có đồ xịn nè. Trời, nó bắn mình khó chịu vậy. Bắn nè. Có vẻ trên đây không có thêm kim cương rồi.
cứu cái lồng. Kệ kệ, coi như không thấy cái lồng nữa đi nha. Ui, nó xuất hiện rồi luôn. Ui ui ui, bắt cua hụt, bắt cua hụt nè, kim cương nè. Mình biết ngay mà, kiểu gì cái hang rộng như vậy cũng sẽ có kim cương thôi. Anh nhanh rút gọn. Ơ, nó có một viên thôi hả? Con nhện lì vậy? Con nhện lì. Ờ, nó chỉ có một viên kim cương thôi. Nhưng không sao, có còn đỡ hơn không. Rồi, tiếp tục qua đây. Nhân lúc nhân phẩm mình đang cao nên tích cực tìm kiếm kim cương đó. Yes, phải như vậy. Bữa nay tuy mình có nhiều kim cương rồi đó nha, mà phải lúc này mà mình có gia tài nữa, chắc nãy giờ mình cũng lượm cỡ hơn nửa stack kim cương rồi đó, chứ không ít đâu. Thôi quá đủ trong một ngày rồi. Dạo ơi, dạo ơi, lên 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 lên. Mình nghĩ đây là lúc để mình đi lên á, trước khi quá muộn. Công việc đầu tiên của mình sau khi về nhà đó chính là mình sẽ chế tạo ra những cái cù bay to, hay là những cái lò luyện rồng á. Nè, mình sẽ làm ra ha. Một lần làm như vậy nó sẽ tốn một cái xô nhung nham. Và ok, một cái nữa mình sẽ làm cái hai cái đi, tại vì mình có cái hai quả trứng mà. Xong khi mình đặt xuống á, nó chạy bằng nguyên liệu, nhiên liệu đó chính là nhung nham luôn nha, rất là mắc luôn. Ui bự vậy. Mình sẽ đặt đó, mình đặt gì đi, còn sát ra ngoài xíu. Không, chắc mình đặt ở bên ngoài nhà luôn quá, trong nhà nó chật quá. Vậy là mình phải xây một căn phòng riêng để mình đặt cái lò luyện rồng rồi. Trước mắt là mình sẽ đặt bên ngoài này đó, nhìn cho nó trống trải ha. Xong khi mà mình mở lên, đây chính là incubator, và mình còn có thể nâng cấp nó lên bằng cách là vậy là mình cần phải chế tạo thêm nữa ta, thấy chưa, mắc lắm á. Ui giời ơi, cần cái cấp 1 để nâng lên cái cấp 2. Bây giờ mình đang nghèo nên mình dùng cái cấp 1 đó đi. Mình sẽ cho nhiên liệu vô nè, nhung nham vô. Mỗi cái máy thì mình sẽ cho tầm 3. Mỗi máy mình sẽ cho tầm 3 xô nhung nham đi. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới mình múc thêm á. Tại vì 3 xô thì chắc nó không đủ để ấp nở một cái trứng rồng đâu. Mình cần nhiều hơn thế nữa. Ok, trước mắt thì tới đâu hay tới đó. Mình sẽ lấy hai cái trứng rồng đeo ra ngoài. Trứng rồng halo nè, trứng rồng mi nè. Rồi, nhét vô hai cái máy ấp trứng rồng ha. Đây, cho trứng rồng vô. Halo. Đó, vậy là cái quá trình ấp trứng rồng đã diễn ra rồi đó. Đã nha. Đây nữa nè. Nhưng mà cái này là cái cấp 1 á, nên cái tốc độ của nó rất là chậm luôn. Thành thử ra mình phải gán mà kiểu kiếm thật là nhiều dung nham, hát diệm thạch để mình nâng lên những cái cấp cao thì may ra ấp nó mới nhanh được. Trong lúc chờ đợi thì để mình đi múc thêm dung nham mới được. Mình dọn cho kho đồ mình trống xíu đi rồi mình đi múc thêm dung nham chứ. Như vậy không ổn à. Làm thêm rương cái đã. Tiến hành công cuộc múc lava thôi nào. Mình sẽ làm thật là nhiều xô. 13 cái xô làm hết luôn. Ui, chết tôi, đặt nhầm cái xô xuống dưới rồi. Oh no. Đã không có xô rồi mà còn đặt nhầm xuống dưới nữa. Sạch xanh xanh luôn. Rồi cái xô đó coi như bỏ rồi đó. Đủ chưa ta? Ồ, như đây chắc đủ dùng trong một thời gian rồi đó. Thôi đi lên, đi lên, đi lên. Đủ rồi. Giờ thì tranh thủ mình sẽ chế tạo thêm những cái cấp level 1 ha. Hai cái level 1. Một cái nè. Cần hai cái để có thể nâng lên thành cái level 2 á. Còn sắt không vậy? Ê, đừng nói. Hết sắt luôn. Mình chơi sung quá. Làm cái đống xô có cuộc giờ không có sắt để nâng cấp lên. Người nhà quê thiệt sự. Rồi cái quá trình ấp trứng rồng. Trời, nãy giờ nó chưa chạy được bao nhiêu đó. Ủa, xong rồi đó. Wow. Ủa, cái trứng rồng mi á, ấp đúng nhanh luôn. Em rồng mi này đã ấp xong rồi nè. Mình sẽ đi vô ngủ trước đi, tại vì giờ ban đêm mình nhiều khi mình đặt xuống á, cái có quái lại nó thấy em rồng mình đẹp quá nên là nó cà khịa.
Thôi đi ngủ đi, sáng thức dậy rồi mình sẽ đặt em rồng ra sau. Sau khi mình up xong á thì cái trứng nó sẽ có chữ là incubated nè, mình sẽ để xuống và đặt tên cho em rồng. À, em rồng này là đặt em rồng mi đấy, mi ha. Rồi em mi nè, có kia đen thui tù lùi như cục lọ luôn. Nhưng mà em này thì đang đói nè, mình sẽ cho ăn thịt ha. Không biết có ăn thịt này không nữa. Wow, cho một phát ăn nó luôn. Nhưng mà hiện tại thì em ấy đang buồn. Mình có những cái thức ăn cho rồng nè. Đây là loại thức ăn chuyên dụng cho rồng á. Và làm cái này thì cũng không có khó nữa. Đây, mình sẽ ra mình cho em rồng này ăn. Khi ăn thì em rồng sẽ lớn lên á. Đấy, lên level 2 rồi nè. À, lên level 3 liền. Đấy, mặt em ấy đã chuyển sang mặt cười rồi. Đã nha, đã nha. Và đang đói, mình sẽ cho ăn thêm miếng thịt heo. Đấy, no rồi. Tiếp tục ăn thức ăn cho rồng đi. Vừa lên cấp và vừa lên máu á. Hiện tại em này đã level 5 rồi hả? Cho lên level 6 luôn. Và đây, ra rinh ọp thì mình có thể chọi vô em rồng ha. Đấy, như vậy thì em My đã trong cái quả bóng đấy rồi. Và mình chỉ cần chọi cái nữa là My sẽ xuất hiện á. Quá đã luôn. Không biết là bây giờ thì My còn nhỏ quá, mình chưa cưỡi được đâu. Nhưng mà mình sẽ cố gắng nuôi My cho mau lớn á. Để coi coi. Dragon Treat. Dragon Treat đây nè. Những cái thức ăn cho rồng thì tốn khá là nhiều thịt đấy. Chắc mình phải có một chuyến đi săn kiếm thật là nhiều thịt cho rồng ăn rồi. Tại vì sắp tới không chỉ em My đâu mà còn em Halo này nữa nè. Hơi tốn kém á nha. Ủa nhưng mà sao? Để mình thử mình nâng lên coi. Nhưng mà bây giờ mình không có sắt rồi sao nâng lên ta? Khổ ghê á. Sao mình cho cái trứng em rồng này vô nó không có chạy nhờ? Kỳ vậy. Thử coi. Mình sẽ thử quan sát lại một xíu nữa. Hồi nãy mình thấy cái trứng rồng này nó không có chạy luôn á. Hay là phải level 2 mình mới có thể up được cái trứng rồng này ta. Như vậy là mình phải đi đào sắt rồi. Ừ, để bỏ em rồng mi vô trong cái quả bóng này đã cho chắc. Thôi, mình có thể cất cái quả bóng rồng này ở trong kho đồ của mình á. Đó. Có em mi ở phía trên góc bên trái kìa, nhìn rất là đẹp luôn. Mình sẽ cất mấy cái sô lava mình bớt ở nhà đi. Để mình đi đào thêm chút sắt cái đã. Giờ từ đại gia sắt thành nha. Nghèo sắt luôn rồi. Cuộc sống mà. Chia ra nấu lẹ đi, nấu lẹ đi. Sao cái lò này lại chạy chậm rồi? Cái lò này chạy một thời gian kiểu như nó mệt hay sao? Nó không chịu chạy nhanh nữa. Đó, nó đập xong gắn vô lại nó mới chịu chạy nhanh. Mệt với nó ghê á. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành lấy nhung. Ủa cần không ta? À không. Mình chỉ cần nhét vô đây thôi. Mình sẽ nâng lên được cái level 2 rồi nè. Và từ level 2 mình muốn nâng lên cái nữa thì mình sẽ cần phải có Mana Infuse Ingot thì mới có thể lên được level 3. Wow. Level 3 là mana đúng không? Mana là cần Luli với sắt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, bao bọc lại. Là lên được level 3. Và từ level 3 lên level 4 thì mình chỉ cần tốn vàng thôi. Yes. Vàng có vàng, mấy nguyên liệu này mình có mà. Lên level 5 thì cần kim cương thì thôi. Có quá trời qua, giờ đang nghèo nên không có dùng kim cương bừa bãi được. Rồi coi này tới đâu rồi. Nè nó không chạy luôn. Mình sẽ thử nâng cấp lên ha. Đó. Nhìn cái lò liên rồng có hình con rồng ở đây luôn nè. Cho vô lại coi. Bây giờ hy vọng là nó sẽ chạy nha. Chứ nãy giờ nó không chạy mình không biết up kiểu gì luôn á. Tốn quá trời quá đất rồi đó. Lấy nhung nham ra. Cho vô. Vô. Cho vô. Cho thật là nhiều vô. Hoặc là cái trứng rồng này up khó. Chỉ có hai trường hợp thôi. Là trứng rồng này up được
Nhưng mà cái thời gian ấp từ cái trứng rồng này rất là lâu, mình phải chờ đợi thiệt là lâu thì mới biết được á. Cũng có thể lắm. Nhưng mà đại khái, hôm nay thì mình đã chính thức có được một cái lò luyện rồng. Và đây là lò luyện rồng cấp 4 luôn nha. Trong tương lai mình sẽ nâng nó thành lò luyện rồng cấp 5 luôn. Không biết có cấp 6 không ta? Incubator. Ờ, cấp 5 là mắc rồi. Cấp 5 là mắc. Ok, vậy thì được. Bây giờ thì chắc mình sẽ có một chuyến đi khám phá gần gần nhà để mình kiếm thêm. Thứ nhất là thức ăn nè. Thứ hai là coi có công trình gì không để mình khám phá nữa. Và mình muốn coi thử em rồng mình có thể tấn công không. Mình kiếm con nào mình thử huấn luyện rồng thử coi. Ở đây có em Nether cấp 37 nè. Nether màu này cũng đẹp á chứ. Wow. Ê, có con nhện, em thấy không? Xử nó. Ôi, mình đánh thường chết nó luôn rồi. Oh no. Mình đánh thường phát chết nó luôn rồi. Chưa kịp đem rồng xử lý nữa. Mình phải tìm cái con... con gà, con cùi á. Được. Mình huấn luyện rồng từ giai đoạn này là vừa rồi. Đi. Gà cụ đâu xuất hiện đi. Để anh test thử cái bé rồng mới của nào. Kìa, trên trời lại có thêm một em rồng bay rất là hậm hả luôn kìa. Trong tương lai thì rồng mình cũng bay được giống như vậy đó. Không phải dạng vừa đâu. Sao khúc này không có con vật nữa ta. Buồn vậy. Đúng vắng luôn. Vắng tanh nè. Kìa, đằng kia cũng có hai ba em rồng nữa kìa. Wow, con rồng gì mà màu trắng đẹp vậy. Kìa, nó bay tít trên trời kìa. Ui, rồng kìa. Wow. Một con rồng rất là đẹp, màu trắng. Cánh hơi vàng vàng. Đã thiệt. Mình ghé qua đây coi, sao không có con nào á chị ta. Muốn huấn luyện rồng mà. Nice. Bởi vì huấn luyện gặp ít. Cái này có mấy em hươu nè, mình sẽ test thử trên những em hươu nha. Tại vì rồng mình còn nhỏ chắc cắn cũng chắc như gãy ngứa thôi à. Đây đây em rồng. Có tấn công không? Ray gun. Mình coi. Hay là mình phải làm mấy cái đồ ấy rồng ta. Mình cũng chưa rành nữa. Mà rồng mau đói ghê á. Mới đi chung mình xíu mình đói rồi mình nhúc. Gì đây. Stormcutter đừng có hỗn láo nha. Ok được. Ăn cái gì? Cho ăn nè. chắc thấy mình cho rồng ăn nên Stormcutter cũng muốn được ăn hay sao á. Chạy lại xin ăn á. Ra là vậy. Ok. Hay là em mi này chỉ tấn công khi mà mình bị nhận sát thương ta. Chắc vậy rồi. Trước mắt là mình... Ui, sao không qua cầu hộp hoài vậy. Trước mắt là mình sẽ gán nuôi em mi này đến khi nào mà em đủ cấp để mình cưỡi trước đi ha. Còn cái việc huấn luyện rồng thì để từ từ mình luyện sau. Trứng rồng này tới đâu rồi? Vẫn chưa chạy nữa. Cái này chắc phải AFK một lúc để xem cái quá trình áp trứng rồng này diễn ra cỡ bao nhiêu lâu ha. Và nói chung thì ngày hôm nay mình đã có một thành viên mới, đó chính là em rồng mi. Tương đối là nhỏ luôn. Và hình như ở dưới phần bụng của em mi á còn có cái cục gì đỏ đỏ kìa. Đó. Các bạn nhìn kỹ nha. Khi mà em mi này lớn, mình tin chắc là cổ em ấy sẽ ngước lên. Và lúc đó mình có thể thấy được cái viên ngọc ở dưới bụng của em ấy nổ lên. Chờ đợi ngày mi lớn nào thôi các bạn ơi. Nói chung thì bữa nay là một ngày cực kỳ may mắn khi mà mình đào rất là nhiều kim cương á, và còn nâng cấp được cái lò luyện rồng nữa. Hy vọng những cái ngày tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục có được thêm nhiều quả trứng nè, và làm thêm thật là nhiều lò luyện rồng để có thể up được nhiều lò rồng khác nhau ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.